Chào mừng các khán giả đã quay trở lại với Bệnh TV. Thùy Dung rất vui khi hôm nay lại đồng hành cùng quý vị trong số phát sóng lần này. Quý vị thân mến, nếu như bạn từng xem những bộ phim dị nhân thì chắc hẳn các bạn sẽ tự hỏi liệu đột biến có xảy ra ở ngoài đời thực hay không? Câu trả lời là có đấy. Sự đột biến được sinh ra mỗi ngày trong những vương quốc động vật. Một số những sự đột biến xảy ra tự nhiên, trong khi một số khác lại có thể sẽ là do con người tạo ra để đạt được những mục đích nào đó. Bất kể là nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì sự đột biến đổi gen ở các loài động vật cũng vừa thú vị lại vừa đáng sợ. Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là những sự hay là những vụ đột biến đáng sợ nhất trong thế giới các loài động vật đấy. Những vụ đột biến động vật kinh hoàng nhất trên thế giới. Số 1. Dê bạch tuộc. Vào năm 2014, gia đình ông Zoran Paparic sống tại thị trấn Kuzdevo, Croatia đã vô cùng bất ngờ khi mà tận tay đón đầu chú dê con dị dạng sở hữu tới 8 chiếc chân. Theo các bác sĩ thú y, thì những chiếc chân thừa mọc dưới bụng của chú dê con này chính là cơ thể chưa phát triển hoàn thiện của một cá thể song sinh dính liền với nó. Ngoài 4 chiếc chân thừa ra, thì con dê còn phát triển cả cơ quan sinh sản đực và cái khác nhau. Ông Paparic cho biết, dê mẹ Saka đã sinh ra một chú dê 8 chiếc chân cùng lứa với hai con dê khỏe mạnh khác. Ban đầu thì không tin vào mắt mình, ông Paparic còn nhờ vào hàng xóm đến có thể kiểm chứng xem liệu mắt mình có bị hoa hay là không. Được biết thì những con dê dị dạng như thế này có thể sống tối đa được 3 năm nếu như sức khỏe ổn định trong tuần đầu. Số 2. Mèo Cyclops. Cyclops là tên gọi của những gã khổng lồ, một mắt ở trong thần thoại Hy Lạp, và chú mèo con này được gọi là chuyên nhân của Cyclops cũng chỉ vì nguyên nhân khi mà được sinh ra nó chỉ có một mắt mà thôi. Sự chào đời của chú mèo trắng lại giống với lại mèo Ba Tư khiến cho chủ nhân vô cùng bất ngờ và hoảng hốt trước khuôn mặt dị dạng của nó. Được biết thì chú mèo này có chiều dài khoảng 10cm, khuôn mặt của chú khiến rất nhiều người sợ hãi vì chiếc mắt rất to, độc nhất nằm chính giữa trán. Chủ nhân của chú mèo là một trong những người đàn ông họ Wang ở Trung Quốc. Ông Wang cho biết chú mèo một mắt đã chết sau đó một tiếng đồng hồ. Có lẽ bởi vì nó không thể nào có khoang mũi để thở giống như là những con bình thường. Số 3. Ếch ba đầu. Trông thì giống hệt là chó quỷ Cerberus, nhưng khác ở điểm đây là những con ếch mà thôi. Theo như mình được tìm hiểu được thì số lượng ếch đột biến thực sự không hề nhỏ, nhưng một con ếch ba đầu vẫn cực kỳ là hiếm có. Vào năm 2004, một sinh viên đã phát hiện ra con ếch với 3 chiếc đầu và 6 chiếc chân ở trong vườn ươm Green Umbrella, Anh. Những sinh viên khác cho rằng ba con ếch đang âu yếm nhau, họ rất ngạc nhiên khi nhận ra đó chỉ là một con. Nhân viên nhà trường bắt và đặt chú ếch vào trong một cái bể và đặt tên cho nó là Froggy. Ngày hôm sau, nó đã trốn thoát, mắt và chân của Froggy hoạt động bình thường, nhưng các sinh viên không biết liệu có 3 chiếc miệng có đầy đủ chức năng không. Một giáo sư sinh học tại Đại học Mở cho biết, mặc dù là con người đã tìm thấy ếch đột biến cách đây khoảng 200 năm, nhưng đây là lần đầu tiên của một con ếch ba đầu sáu chân xuất hiện. Số 4. Con heo hai đầu. Đầu năm 2019, một chú heo hai đầu, hai mõm và ba mắt đã được sinh ra tại một trang trại ở ngôi làng Kurinan Kurinan ở Sultan Kudarat, Philippines. Được biết chú heo này là con cuối cùng trong số 8 con heo con được sinh ra. Đặc biệt là hai móng của nó đều hoạt động bình thường và có thể sẽ mút sữa mẹ cùng một lúc. Theo các bác sĩ thú y địa phương thì một con heo nhỏ này đã bị hội chứng Polycephaly, một trong những tình trạng thường gặp ở những loài động vật chăn nuôi. Polycephaly là một trong những thuật ngữ Hy Lạp cổ ám chỉ những sinh vật có nhiều hơn một đầu. Khi mà mắc tình trạng này thì mỗi một chiếc đầu của con vật sẽ có một bộ não riêng, có nhiệm vụ kiểm soát các cơ quan khác nhau mặc dù là chỉ có một cơ thể. Tuy nhiên thì những sinh vật mắc phải hội chứng Polycephaly thông thường sẽ chỉ sống được một vài tuần hoặc là một vài tháng.
người chủ trang trại có tên là Anderita Daripe, đã đặt tên cho chú heo kỳ lạ này là May Mắn và giữ nó trong một chuồng riêng để có thể chăm sóc đặc biệt cho nó. Các bạn thân mến, vừa rồi chính là những con heo hai đầu, còn bây giờ sẽ là những con cá hai miệng, trông chúng sẽ kỳ lạ như thế nào nhỉ? Đừng bỏ qua bất kỳ điều gì trong video này nhé! Số 5. Cá hai miệng. Thường thì đột biến ở cá thường sẽ ít xảy ra đối với những hình thể ở bên ngoài, và trường hợp cá có hai miệng thì mới đây chỉ được bắt gặp đúng hai lần. Lần đầu tiên là vào năm 2015, một con cá mè kỳ lạ được một ngư dân người Úc có tên là Gary Warwick bắt được sau khi mà kéo lưới đánh cá. Con cá có hai cái miệng thông với nhau, cái trên có thể sẽ ngậm và mở, còn miệng dưới thì sẽ mở thường xuyên. Ngoài hai cái miệng ra, con cá này trông khá là bình thường cũng như bao con cá khác. Trường hợp còn lại là vào năm 2019, một người phụ nữ Mỹ đã có một buổi đi câu lạ lùng khi mà vô tình bắt gặp được một con cá kỳ lạ có tới hai cái miệng trong chuyến đi chơi dã ngoại trên hồ ở ngoại ô New York. Hai chiếc miệng của nó đã thông với nhau trong khi nó vẫn sống khỏe mạnh và quậy rất khỏe. Có thể với hai trường hợp này sẽ bị ảnh hưởng bởi một môi trường tự nhiên ô nhiễm nặng ở vùng đó nên mới xuất hiện hai con cá đột biến dị dạng như thế này. Số 6. Chú lợn với khuôn mặt khỉ. Một chú heo sinh ra tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã bị đột biến nặng khi mà có một khuôn mặt của khỉ. Khác hẳn với lại những anh chị cùng lứa, chú heo kém may mắn này được sinh ra với khuôn mặt khá là kỳ lạ. Thoạt nhìn thì chú ta trông có vẻ giống khỉ hơn là heo. Chưa kể, thay vì là bú sữa trực tiếp như là những con heo khác thì chú này lại phải cho bú bình. Con vật kỳ lạ có hai lỗ nhỏ ở trên mặt giống như là lỗ mũi. Hàm trên lại nhô ra ngoài khiến cho phần lưỡi lại thò ra khỏi miệng. Hai mắt của nó có kích thước khác nhau và lồi ra khỏi đầu. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao lại có sự biến đổi kỳ lạ như thế này và liệu chú heo này có thể kéo dài cuộc sống được bao nhiêu lâu. Một số người cho rằng nó đã bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm khí hậu dẫn đến biến đổi gen. Nhưng một số khác lại đùa rằng có lẽ mẹ chú heo đã ngoại tình với kẻ mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Số 7. Dê hai chân. Vào năm 2016, một chú dê ở Vân Nam, Trung Quốc đã vượt qua nghịch cảnh để có thể sống sót kỳ diệu. Sinh ra không lành lặn như những con dê khác, chú dê này chỉ có hai chân trước mà thôi. Nhưng điều đó không gây ảnh hưởng quá nhiều, chú dê vẫn chạy nhảy tìm kiếm thức ăn bằng hai chân trước rất nhanh nhẹn. Cho đến thời điểm mình được tìm hiểu thì chú dê đã 6 tháng tuổi và phát triển bình thường. Nhân viên thú y khi mà xem xét hiện tượng thì cho rằng có thể là do mẹ đã gặp phải những chấn thương trong quá trình mang thai nên dẫn đến hiện tượng dê con khi sinh ra chỉ có hai chân trước. Gia đình người nông dân đã sở hữu con dê, nghĩ nó không thể sống nổi. Nhưng ngay trong tuần đầu tiên, chú dê đã chập chững tập đi và sau đó đã làm quen với việc đi chỉ bằng hai chân, và sau 6 tháng nó đã cứng cáp chạy nhảy với hai chân trước rất linh hoạt. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho ảnh đại diện ngày hôm nay. Trong con thằn lằn này có chiếc cánh y hệt với lại bản reaction của Tolis, răng sún trong bí kíp luyện rồng nhỉ. Mặc dù là mình cũng rất muốn là nó có thật đấy, nhưng đây chỉ là một mô hình giả định mà thôi. Số 8. Cá mập Cyclops. Lại là một trong những trường hợp một mắt nữa, và lần này là cá mập khi mà ngư dân ở Indonesia đã vô cùng sửng sốt khi tình cờ bắt gặp được một con cá mập con bạch tạng quý hiếm và chỉ có một mắt duy nhất. Một con vật kỳ lạ đã được tìm thấy ở bên trong bụng của một con cá mập trưởng thành. Con cá mập mẹ đã chết sau khi mắc phải lưới của ngư dân đi thuyền qua tỉnh Maluku, Indonesia. Trong lúc làm sạch và mổ bụng con cá mập trưởng thành để có thể lấy ruột ra thì các ngư dân đã vô cùng sửng sốt khi mà phát hiện ra một con cá mập trắng nhỏ xíu ở bên trong. Nó là một trong ba con cá mập con nhưng lại khác biệt so với những anh chị của mình. Con cá mập lại có màu trắng sữa và chỉ có một mắt ở giữa đầu. Vậy là các bộ phận khác trên cơ thể của nó đã được hình thành sau khi mà giao cá thể kỳ lạ này cho văn phòng hàng hải địa phương thì họ mới biết. Hóa ra, con cá mập nhỏ không chỉ mắc hội chứng bạch tạng mà còn mắc chứng bệnh Cyclopia,
một trong những dị tật bẩm sinh khiến cho vôi thai chỉ hình thành một mắt mà thôi. Vừa rồi chính là những trường hợp đột biến gây kinh dị, kinh hoàng nhất thế giới các loài động vật đấy. Bạn thấy thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Đừng quên ấn nút like, share và subscribe cho kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt!